Chào các bạn, hôm nay tôi muốn chia sẻ với các bạn về một đề tài của bí tích. Một định nghĩa đơn giản bí tích là gì? Một bí tích là một buổi lễ tôn giáo được công nhận bởi các nhà thờ Kitô giáo, hoặc một lời thề rằng một số phước lành ân sủng hay ân sủng trên những người nhận được nó. Bí tích rửa tội là một ví dụ về bí tích trong các nhà thờ Tin Lành và Công giáo La Mã. Mục đích của bí tích là gì? Các mục đích của bí tích là làm chân thánh, xây dựng thân thể Đức Kitô và cuối cùng để cung cấp cho sự thờ phượng Thiên Chúa, nhưng là dấu hiệu chúng cũng có chức năng giảng dạy. Bí tích trong Kitô giáo là gì? Một dấu hiệu hữu hình của một ân sủng nội tâm, đặc biệt là trong những nghi thức Kitô giáo long trọng, được coi là được Đức Giêsu Kitô thiết lập để tượng trưng hoặc ban ân sủng. Các bí tích của các nhà thờ Tin Lành là bí tích rửa tội và bữa tiệc của Chúa. Các bí tích của các nhà thờ Công giáo La Mã và chính thống Hy Lạp là bí tích rửa tội. Các bí tích là gì và tại sao nó quan trọng? Các bí tích là những nghi thức giảng dạy, củng cố và bày tỏ đức tin. Chúng có liên quan đến tất cả các lĩnh vực và giai đoạn của cuộc sống. Với người Công giáo tin rằng tình yêu và quà tặng của Thiên Chúa được ban qua 7 bí tích. Đó là bí tích rửa tội, bí tích thánh thể, xác nhận. Các bí tích có cần thiết cho sự cứu rỗi không? Giáo hội Công giáo chỉ ra rằng các bí tích là cần thiết cho sự cứu rỗi, mặc dù không phải mọi bí tích đều cần thiết cho mọi cá nhân. 7 bí tích Công giáo đã được tách thành 3 nhóm. 3 bí tích khởi đầu tiên là bí tích rửa tội, rước lễ và thêm sức. Các bí tích trong Kinh Thánh là gì? Giáo lý Công giáo phương pháp có 2 bí tích được phong chức của Chúa Kitô, Chúa chúng ta trong Tin Mừng, nghĩa là bí tích rửa tội và bữa ăn tối của Chúa. Và 5 bí tích thường được gọi là bí tích, nghĩa là xác nhận, sám hối, lận, hôn nhân và vô đạo, không được tính cho. 2 bí tích quan trọng nhất của Kitô giáo là gì? Nhiều giáo phái Tin Lành, chẳng hạn như những giáo phái của truyền thống cải cách, xác định 2 bí tích của Chúa Kitô, bí tích thánh thể hoặc đức lễ và bí tích rửa tội. Các bí tích Luther bao gồm 2 bí tích này, thường thêm vào việc xưng tội và vắng mặt như một bí tích thứ 3. Có phải hôn nhân là bí tích quan trọng nhất không? Hầu hết các Kitô hữu tin rằng hôn nhân là một phần quan trọng của cuộc sống. Họ tin rằng mục đích của hôn nhân là đoàn kết với người mà họ yêu suốt đời, trung thành và làm bí tích này với phước lành của Chúa và với sự hiện diện của Chúa. Có phải xưng tội là bí tích không? Các bí tích hòa giải thường được gọi là bí tích hòa giải hay confession, là một trong những 7 bí tích của giáo hội Công giáo được biến đến cho Kitô giáo Đông Phương như mầu nhiệm thánh. Trong đó các tín hữu được miễn không phải tội phạm sau khi rửa tội và họ được hòa giải với những Kitô hữu. Tại sao Kitô hữu có bí tích? Một bí tích là buổi lễ và các Kitô hữu tin mang lại cho họ gần gũi với Thiên Chúa và giúp họ nhận được Thiên Chúa ân sủng. Bí tích thường mô tả là dấu hiệu hữu ích của ân sủng của Thiên Chúa mà nếu không thì vô hình. Kitô hữu có tin vào các bí tích không? Bí tích thánh thể, một bí tích là một buổi lễ mà các Kitô hữu tin mang lại cho họ gần gũi hơn với Thiên Chúa và giúp họ nhận thức Thiên Chúa ân sủng. Bí tích thường được mô tả là dấu hiệu hữu hình của ân sủng của Thiên Chúa mà nếu không thì vô hình. 7 bí tích của Kitô giáo là gì? Có 7 bí tích trong giáo hội: bí tích rửa tội, thêm sức, hoặc bí tích thánh thể, sám hối, sức chầu, bệnh thật và hôn nhân, hôn phối. Rước lễ lần đầu có phải là bí tích không? Các bí tích của rước lễ lần đầu là một truyền thống quan trọng đối với gia đình và cá nhân Công giáo. Đối với người Công giáo Latin, rước lễ thường là lần thứ 3 trong 7 bí tích được lãnh nhận. Nó phải xảy ra sau khi lãnh nhận bí tích rửa tội và một khi con người đã đến tuổi lý trí, thông thường khoảng năm lớp 2.
Tại sao bí tích thánh thể là bí tích quan trọng nhất? Các bí tích thánh thể luôn luôn là một trong những quan trọng nhất của các khía cạnh của Kitô giáo. Giáo lý Giáo hội Công giáo khẳng định mạnh mẽ sự hiện diện thực sự của thân thể Chúa Giêsu trong bí tích thánh thể. Điều này muốn nói rằng bí tích không phải là biểu tượng của thể xác và máu của Chúa Giêsu, mà đúng hơn đó là thân thể và máu của con người. Nhớ subscribe để xem video kế tiếp. Cảm ơn.